Shop Cazan.com, shop Aquarify với nhiều vòng quay kim cương, có tỷ lệ nổ hũ cực cao, tử vận may chỉ với 9k, nhận ngay đích khủng. Đặc biệt đang có sự kiện giảm giá 30% nick tự chọn. Shop Cazan.com, niềm tin cho mọi game thủ. 5 siêu tân tinh có những pha chơi ngu nhất lịch sử One Piece. Hello, xin chào 500 anh em băng hải tặc Sam Soi. Nhắc đến thế hệ hải tặc mới thì không thể không nhắc tới các nhân vật trong nhóm siêu tân tinh. Nghe thì có vẻ tân tiến, xịn sò thật đấy. Đồ mới mà phải không anh em? Nhưng những điều nổi bật của đám siêu tân tinh chiếu mới này không chỉ có khả năng tân tiến sức mạnh vượt trội mà còn là những pha chơi ngu kinh điển đi vào lòng đất. Nào là rủ nhau đập tứ hoàng, phá bánh cưới Big Mom hay gà kèo solo Yasuo chặt tay. Có câu, không làm thì sao mà biết, nhưng làm rồi thì mới biết là mình ngu. Đây chính là câu châm ngôn của mấy thằng mầm non giải trí này đấy các anh em ạ. Hãy cùng Sam Soi kiểm chứng lại câu châm ngôn này nhá. Capone BG. Được biết tới là một trong những kẻ có sức phòng thủ đạt hạng tuyệt phẩm vì ăn được trái Shiro Shironomi, trái pháo đài. Trái quỷ này cho BG có khả năng biến bản thân thành một pháo đài kiên cố, đến cả đạn pháo bắn vào thì cũng không hề ấn gì. Ngoài ra trái quỷ này còn có khả năng cực hay là được ém đàn em trong cơ thể mình và bất ngờ tấn công với số lượng áp đảo, chính là nhờ sở trường anh đại gia hay hút xì gà này. Thế nhưng đi đánh nhau chán với mấy tên mafia thì BG lại dở chứng, thích cổ lạ nên mang vạ vào thân. Ông chú này bẻ lái đánh cô vài phát, thế là có được cô vợ Chip Phong, con gái thứ 22 của Big Mom. Sởi, dân chơi tổ lái hệ phóng, đến anh sạn còn chật vật mãi mới đi cưới vợ, mặc dù là hoàng tử Hà Nội đấy nhá. Thế mà chỉ cần vài vần thơ, nửa câu hát cũng khiến cho BG thành bố một con. Đẳng cấp nó ở chỗ này chứ đâu, chú sản tuổi gì. Nhưng ngặt nỗi, tưởng đời đến hương, nhưng tuy lấy được con gái chủ tịch thật đấy, nhưng lại lấy phải con ghẻ của chủ tịch thế mới đau. Nếu không phải còn giá trị lợi dụng thì Big Mom đã thịt thằng con rẻ thích đi xe phân khối lớn này rồi. Bất lợi là như thế nhưng BG lại đưa ra một ý tưởng cực kỳ táo bạo hay mạo hiểm hơn là kế hoạch đầy tính may mắn ám sát Big Mom. Thế nhưng nên nhớ thế này nhé anh BG, anh không phải nhân vật chính, thế nên cho dù có chu toàn thế nào thì nó cũng đi vào lòng đất thôi. Anh ơi, anh nghịch dại quá rồi đấy. Ừ thì có pháo đài thật đấy, ừ thì đạn pháo bắn cũng không sao thật đấy. Thế nhưng lần này anh đâu phải vài ba quả pháo đâu mà là vài phát đấm của Big Mom thôi. Kết quả là cái pháo đài vô địch ấy bị Big Mom biến thành bao cát vô địch, bao đấm cho không trượt một phát nào. Phát đấm chất lượng đến từng cm được bọc haki vũ trang. Đã vậy thằng não phẳng ấy nó còn đạp tan cái bánh cưới khiến dạ dày của mẹ lớn sôi sùng sục. Điều đó khiến mụ điên tiết hơn nữa mà tự dưng có cái bao cát trước mặt nên bà xả hết yêu thương lên cái bao cát vô địch này. Bao nhiêu của ngon vật lạ trong bánh thì thằng não phẳng phá sạch chả chờ miếng nào. Thế mà bao đau thương của mụ mẹ Big Mom thì BG chịu, nhỏ quá trẻ nhỏ. Chưa hết. Với kinh nghiệm hành tẩu giang hồ trong giới mafia thì cái chuyện ám sát là chuyện mà thuyền trưởng BG chuyên nghiệp nhất. Từ kế hoạch, cách hành động, vũ khí anh để chuẩn bị kỹ lưỡng đâu ra đấy, nhưng mà theo định luật bảo toàn não cao su thì cao su không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ bác sĩ sang cho mafia mà thôi. Lúc học lý thuyết thì nhớ bài ghê lắm, nhưng mà lúc vào thi thì năng lực vía cao su nó lại phát huy tác dụng. Đến cuối cùng cứ tưởng tiếng thơm đời đời vì là đầu não của cuộc phản động, thế nhưng mà sau một đêm chỉ qua ngòi bút của mương báo Morgan, anh đã trở thành thuộc hạ của thằng Lù và kế hoạch khởi nghiệp anh ấp ủ bao lâu nay bị thằng Lù nó cuốn sạch. Cái thằng mình chỉ bài thì được giấy khen học sinh giỏi, còn mình là con nhà nòi mà đành ngậm tỏi cho đỡ quê. Hay, cũng đành chịu thôi, ai bảo anh không phải là nhân vật chính cơ. Kit, hội trưởng đầu nát. Nhân vật tiếp theo là nhân vật đứng giữa ranh giới con cưng và con ghẻ mà Bao Đa đã tạo ra. Đó chính là thanh niên buôn bán đồng nát Kit ve chai. Với sức mạnh của trái quỷ từ trường, Kit có một năng lực cực kỳ bá đạo khi mà dễ dàng thu phóng các thứ đồ kim loại. Nhưng mà đòi thì không như là mơ, đầu thằng này thì cũng na ná giống thằng bên chính. Chúng ta không phải biết từ lúc nào thanh niên Kit này đã có thể tới được chỗ của tứ hoàng xanh. Lúc ở Saudi, số tiền truy nã cao hơn thằng bên chính, lại thêm quả sở hữu haki báo vương nên tưởng bộ anime này nói về mình, liền đi gặp chú xanh để hỏi xem chú còn cái nón rơm nào để đội không. Tôi đoán thằng cu nói với xanh rằng: "Em mà như anh, em cũng là tứ hoàng." Thế nên để toại nguyện cho thằng hậu bối, xanh liền cho nó gia nhập hội khuyết tật, an ủi và nói rằng: "Tứ hoàng anh mới làm được 6 năm, ghế ngồi còn chưa đồng đít, chú nỡ lòng nào lấy nó của anh, với cả anh còn là hội trưởng hội khuyết tật, chú muốn tham gia chứ?" Hey, đó là do mình bốc phét thì thôi, chứ xanh không nói đâu nhá. Tiếp tới từ trước đến nay chưa từng được chứng kiến sức mạnh của thuyền trưởng băng sở thú, nên anh tóc đỏ Kit cũng ngứa tay ngứa mông. Kết quả là của ngân vật lạ không thấy đâu, thấy mỗi cả băng Kit mỗi thằng một nơi thôi. Thằng bạn thì bị bắt ăn trái lỗi, sống dở chết dở, kèm theo điều cười FA FA.
đã thế thì phải đi đâm thuê chăm mướn cho thằng tướng quân nào đó ở Wano. Còn mình thì tay đeo còng biển, cơm ăn không no, áo mặc thì ấm, làm khổ sai trong tù. Đó, sống linh đinh trên biển tự do thì không thích, lại thích đi nhập ngũ, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc mới chịu cơ. Tuy là mang trên mình bộ tóc đỏ giống tứ hoàng xanh, có luôn tha thu trên mặt đấy chứ. Nghĩ thì sẽ có tương lai sáng lạng lắm đây, nằm ở đâu lại được làm dương quá underground. Chúng tôi không thể phủ nhận được sức mạnh của Kit ve chai này, nhưng mà số anh quá nhỏ, toàn thích chơi ngu thôi. Kit à, ông nghe tôi khuyên một câu chân tình nhá. Sau Wano ấy, nếu mà còn sống và vẫn muốn nghịch ngu, thì nên đi kèm với thằng Lù để hướng lây Haki con cưng của tác giả giống như là BG đấy. Scatman Apo. Đều biết đến là khả năng chơi nhạc cụ đỉnh cao như Beethoven, đặc biệt là tài thổi kèn điêu luyện, khiến người khác sướng đến phê người. Ấy, anh em đừng nghĩ bậy nhá. Tôi nói vậy bởi vì Apo đã ăn trái quỷ, khiến cho hắn có khả năng biến mọi bộ phận trên cơ thể thành dụng cụ âm nhạc. Kể ra đó cũng là năng lực khá bá đạo, người nghe thấy âm nhạc của Apo chơi đều sẽ bị tấn công mà không hề né tránh được. Thậm chí Luffy có hẳn Haki quan sát thấu thị tương lai cũng bị dính đòn mà không thể phản kháng. Nhưng mà khen thì thôi, chứ thằng cu mồm những cái thủ vài này chơi dơ lắm anh em ạ. Ở Sabaody, khi mà các siêu tư tinh đối mặt với đô đốc Kizazu bị one hit từng thằng, thì thằng lõi này trốn ở đằng sau rồi đánh lẻ một quả rồi chạy. Nhưng số nhỏ cho nó, đánh lên ai, đánh lén người ăn trái ánh sáng thấy mới đau. Ai thì cũng có thể so sánh được 3 × 10^8 m/s tốc độ ánh sáng, nó nhỉnh hơn một chút đỉnh so với 10 m/s nhỉ. Ấy là tôi đã mạnh dạn sử dụng vận tốc của anh Usabon, vua điền kinh thế giới cho Apo ấy. Và kết quả thì thế nào thì mọi người cũng biết. Số phận công cách là mấy so với các bạn cùng trang lứa của mình. Ăn một sút của đô đốc Kizazu cũng không đau lắm, có đâm từ tầng thượng xuống lòng đất thôi mà, vẫn sống tốt. Cũng may rằng Kizazu đến đây để tìm nhóm Luffy, nên đối với các siêu tư tinh khác cũng chỉ là để mua vui dọc đường. Chính vì lý do đó nên Apo mới được toàn vẹn mạng sống cho tới Aquano hiện tại. Mà cũng phải khen ngợi Apo vì nó cực kỳ nghe lời dặn của ông bà, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Thế là nó mua luôn Kaido và bán rẻ đồng nát. Điển hình của thằng sáng hát đám ma, chiều hát đám cưới là đấy chứ đâu, lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Thế nhưng tưởng rằng được làm thư ký của chủ tịch là an toàn, nhàn thân. Cho đến khi vào trận chiến, Apo mới hiểu ra nó là người chơi hệ xanh lá từ lúc nào không hay. Khi mà cả trận chiến đang bị loạn lên vì con virus của Queen, bệnh hoạn, thì Apo được láng giềng, tặng cho ngay thuốc giải, cảm động suýt khóc. Tưởng nó đưa để mình không bị nhiễm bệnh mà an tâm đánh trận, ai ngờ, chưa kịp cảm ơn thì cả đồng đội lẫn kẻ thù đều tới chào hỏi và kéo theo cả Zoro, Ace-Red. Trời ạ, một thằng đã khó chơi rồi mà giờ còn cả hai thằng với thêm lũ bị nhiễm bệnh nó kéo theo. Chưa hết, năng lực của Apo lúc bấy giờ là một điều bí mật với cả các thanh niên siêu tân tinh. Nhưng mà với cái chiêu cũ Kit thì đã cho thông tin về sức mạnh của Apo cho các tầm chiêu mới, nên việc hóa giải sức mạnh của Apo là quá đơn giản. Nhưng mà cái mặt thằng này bẩm sinh có nét cà khịa hay sao ấy, trong tình huống đánh không đánh được, chạy cũng không xong mà nó cứ nhây nhây kiểu đố anh bắt được em. Mà không biết rằng, một trong hai thằng đuổi phía sau có một thằng là con đẻ của Oda và xoẹt kèm theo câu mê mê. Mày không hớt được đâu con trai, Tobi không tình yêu. Zoro thì đã chính thức tiến Apo lên bảng điểm số trước sự ngỡ ngàng của Ace-Red. Đúng là con trai cưng của bố Oda có khác. Killer. Được biết tới là một nhân vật dưới trướng của Kid và được mệnh danh là lính thảm sát. Ngoài hình thì cực kỳ mi nhon với mái tóc vàng dài đến chân, khuôn mặt thì được đeo mặt nạ nên chưa từng thấy mặt cho tới Aquano. Đúng là bác Oda, phần tóc vàng thì đòi sao được số đỏ, đến cả khuôn mặt xấu tới mức bản thân còn muốn che lại. Thế mới nói, sạn nhà mình còn may chán khi mới chỉ mất có nửa khuôn mặt. Chứ mà như Killer thì chắc sạn tự tử luôn mất rồi. Chúng ta đã được chiêm ngưỡng sức mạnh của Killer ở Aquano này rồi. Có thể nói, tuy là con ghẻ nhưng mà sức chiến đấu thì không thể xem thường được, khi mà có thể đánh tay đôi được với con cương tàu biển. Mặc dù khi ấy, Zoro chỉ có hai thanh kiếm trên người. Tuy là đấu tay đôi nhưng thằng cu lại chơi không đẹp cho lắm. Khi Zoro bất ngờ bị con cáo thành tinh tấn công từ đằng sau, thì Killer nhân cơ hội đút nhẹ lưỡi liềm qua vai của Zoro. Thực ra thì cũng khá khen cho Killer, đã làm được điều mà cả Mihawk cũng không làm được, đó chính là tạo vết thương ở sau lưng của Zoro. Phát này mà Bao Da không vẽ sẹo sau lưng Zoro thì cũng quá là ảo đi. Mà anh em biết rồi, dám đập bỏ cám thì con tấm mày xác định với gì Oda. Thế là tự dưng Killer cho thằng đầu tảo vũ khí thứ 3. Của biếu thường nó ngon thì tội gì không nhận. Ở trong bài nhạc của anh, Andre có câu: trên người anh thì có 3 chân, 2 chân để đứng, chân thành anh gửi em. Và cũng tương tự thôi, chân thành của Zoro gửi đúng vị trí, nằm im luôn, chân thành thế cơ mà. Ngoài ra Đường Đường là một phó thuyền trưởng trong băng, và thêm việc thuyền trưởng mãi đi bắn sắt vụn nên não cũng vụn luôn, thì Killer sẽ đóng vai trò quân sư của băng luôn.
Dựa vào độ hiểu biết của mình thì Killer cũng không thể không biết Kaido là ai và hậu quả khó lường ra sao khi mà thua trận. Cánh tay phải của Kid là một trong những bằng chứng quá rõ ràng khi mà đối đầu với một tứ hoàng. Nhưng pha nhỏ lại ập tới khi mà Killer đi giao dịch với mấy anh tay buôn mà không hề biết lũ đó lại là lũ buôn bánh tráng. Và còn nhỏ hơn khi mà quả căn cứ giao dịch bí mật tự dưng bị một con rồng từ đâu rơi xuống. Các cụ nói rồi, chọn bạn mà chơi, đã gặp được bạn tốt cộng thêm quả thăm hỏi bất ngờ của Kaido, thế nên cái khiếp cả team đi bụi là điều dễ hiểu. Đây có lẽ chính là lần chơi ngu nhất của Killer, vừa mất đồng đội, vừa thiệt thân, vừa bị ăn trái ác quỷ lỗi, đen hết lối về. Khỉ đi Luffy. Sẽ rất bất ngờ nếu như trong top những thằng nghịch ngu lại thiếu thằng não đàn hồi này, bởi vì bộ truyện này được viết tới chap 1003 cũng nhờ khả năng nghịch ngu thần sầu của ông lù này. Thế nên tôi sẽ trình bày một vài pha nghịch ngu đi vào lòng đất của nó nhé. Tuy rằng có máu liều nhiều hơn máu não, nhưng được cái từ lúc nó ra biển thì đã có Haki con đẻ rồi, thế nên là cứ đập phá đi con, bố đa lo hết. Điển hình của pha xử lý khiến nguyên cả băng suýt lên bàn thờ này, đó chính là quả nó đấm bay màu một thiên long nhân. Tuy rằng đó là cú đấm hả lòng hạ giá nhất đối với các fan của One Piece, nhưng mà động vào lũ ngậm thìa vàng ấy thì hậu quả lại cực kỳ tồi tệ. Các thiên long nhân đều được bảo kê bởi lực lượng trực tiếp là các đô đốc hải quân. Lúc này nên chạy thẳng cảng ra biển càng nhanh càng tốt, vì khi đô đốc xuất hiện thì việc chạy trốn là bằng 0% khả năng. Ấy thế mà thằng não cao su này còn đứng lại gáy khản cổ rồi mới đi, và khi nó gáy xong cũng là đô đốc Kizaru tới thăm. Chuyến thăm ấy của Kizaru chắc chắn là đưa cả team mũ rơm đi thăm ngàn nếu không có sự trợ giúp của vô bóng tối Jelly. Ngoài ra một phát đấm đó của Lù cũng khiến các siêu thân tinh khác cũng phải chịu số phận bị săn đuổi và bị nếm thử vũ khí sinh học của hải quân. Đây là một thằng làm, ngàn đứa chịu. Động tới thiên long nhân xong rồi mà vẫn sống khỏe nên thử kỳ tính chút, mà cùng lúc đó thì biết đứa tóc vàng của mình nó đi cưới vợ, mà mẹ vợ nó là Big Mom. Là bạn thân, cùng hội cùng thuyền, lúc nó cưới vợ chẳng nhẽ mình lại ngồi không, phải tới tăm chứ. Đã vậy ở đám người cá, thằng lù này đã gửi thiệp thăm hỏi làm quen tới Big Mom bằng cách phá tan nhà máy kẹo của bà ở đây. Bây giờ khi đặt chân lên đảo bánh, thằng lù này còn chuyển phát nhanh thằng con tư lệnh ngọt Cracker tới chỗ Big Mom bằng pha đàn hồi của Gear 4 kết hợp với cái bụng khổng lồ để báo tin Luffy đã tới. Nhưng đó chỉ là bàn đạp để thực hiện quả chơi ngu tầm cỡ quốc tế ám sát Big Mom. Cùng với anh em cột trèo với Sanji, hai băng hải tặc mầm non được kết hợp tạo thành liên minh tổ đội với phương châm thắng thì chuồn mà thua thì càng phải chuồn. Kết quả không những thua mà suýt chút nữa Brook và Chopper đi bán muối và tàu Sunny thành đĩa đựng bánh của Big Mom. Cũng may là ngu mấy thì cũng không lại được bố đa, bố chấp hết. Thế nên thì bây giờ mới có Luffy Taro cho chúng ta xem chứ. Đấm thiên long nhân rồi, tổ đội săn bốt rồi, nên giờ chơi lớn, một mình đánh bốt cho là máu. Tại Kuri, thằng lù này cảm thấy bộ chuyện của bố đa dài rồi, muốn làm vua hải tặc sớm nên sẵn gặp Kaido ở đây thì mình giải quyết luôn cho đỡ mất quan điểm. Đấm mai thì đấm, đấm cái thằng say rượu. Thế mà ông lù ông hò, ông hét các kiểu rồi vả yêu cho vài cái cũng chỉ khiến con rồng này tỉnh rượu mà thôi. Đứng xa mà nhìn không thấy tưởng hai bên đang đánh hăng lắm, anh ngờ Kaido cố tình cho đấm để tỉnh rượu. Và theo định luật bảo toàn bộ truyện thì nếu đốt cháy giai đoạn này thì sẽ chỉ sinh thêm giai đoạn khác mà thôi. Trận đấu endgame chỉ với một chùy của Kaido đã khiến cho Lù tắt nắng và nằm bất động mở ra một giai đoạn mới khi được chính thức ký hợp đồng với đội Juventus trong nhà tù của Kaido. Câu chốt hạ của Oda, con chơi vậy sao bố đỡ được hả con? Ok, và đó là những pha chơi ngu để đời của thế hệ mới. Anh em ấn tượng nhất với chuyện đoạn nào? Nhớ bình luận ở bên dưới này nhé. Cuối cùng hãy like để được đẹp trai và xinh gái hơn. Một lượt đăng ký kênh nữa thì tuyệt vời. Xin chào và bye bye. Đã, すぐ追いかけるさ。そういや、俺も言ってなかったな。よし、行こう!